Xin chào ngày mới quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì ở Nam Bộ, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, sẽ xuất hiện mưa dông trên diện rộng, nguy cơ đi kèm với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như là dông sét hay là gió giật mạnh. Trong nước mưa thì thường chứa rất nhiều các bụi bẩn và vi khuẩn gây hại cho da và mắt của chúng ta. Các bệnh về mắt thường gặp như là đau mắt đỏ này, viêm bờ mi hay là các bệnh về da. Vì thế khi đi mưa về thì quý vị chú ý là nên vệ sinh mắt bằng nước muối sinh lý, rửa tay chân bằng xà phòng diệt khuẩn để có thể bảo vệ được sức khỏe của chúng ta. Cuối cùng, chúc quý vị khán giả sẽ có một ngày làm việc hiệu quả.